Dân xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mấy anh chị em của Dân lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang để mình đi mua cái máy chạy dưới sông. Đây là phần quà của người bạn giấu tên bên Mỹ và anh May Út gửi tặng. Mấy anh chị em của Dân cũng không biết đường xem cái máy ra sao nữa, nên nhờ người em dắt đi mua giùm. Thì mấy chị em của Dân ở cây đèn bốn ngọn này để chờ người em ra. Dân cũng xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với mấy chị em Dân để mình đi lựa cái máy nha. Một lần đầu tiên Dân đến thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Ở đây là trung tâm cái chợ hả anh Tâm? Chút nữa mình có qua, mình qua nhà Lộc, mình xem cái nhà Lộc nó sao sao. Cái trung tâm mua sắm Nguyễn Huệ kìa. Đó, để mới đi lần đầu tiên nha. Ủa mình đi mua máy gần đây không anh? Cái cầu mà gạch gòi dưới này vậy? Cầu gạch gòi dưới này hả? Thì đi mình cũng đi đi mua máy. quay lại anh Tám ơi. Tới tiệm bán máy rồi, giờ mình vô mình xem máy. Đây anh kia rồi. Đây. Anh lấy tay gì? Tay 36. Gì thôi là nó 20 triệu hả? Còn chưa làm nữa hả? Nhỏ gỗ lắm á, nằm ơi. Ừ đó, mới đủ gỗ vậy đó. Thôi vậy mình mua thứ bự đi. Thứ bự mà tiền mắc. Mắc tiền không hả? Để đi thôi. Đó. Đây cái máy này bự bự nè, đây nè, ông có cái bô này nè, ít chạy nè, đây ngon nè. Cái này là đề hả bạn? Đề chị. Máy này chị tính quay hả? Để mình họp đây mình kiểm tra cái gì chồng? Lộ hơi dơ chồng ơi. Vậy hả? Thấy cái máy này đẹp hơn cái máy đó. Cái máy này
cái máy hai cái này 16.500. Đời 72 hả? Cái gì 72? Này 74 này 72. Là cái này ra trước cái này hả? Cái này thì nó có 18 nữa. 22 nữa. Cái này nó luôn tại vì khác nó lớn hơn, cái tầm nó lớn. Này cái tầm 74 này tầm thì nó chạy im hơn hay sao? Tao cho chạy trước cái thôi. Chạy thứ mấy nó ra sao? Chạy hai cái rồi được rồi cái đó. Nhìn nó thấy nó ra làm sao? Hai cái luôn á. Cái là trò vô rồi, cũng nghe nó thê quá thê. Cái nào mà chạy im nó tay là lấy cái đó, cái nào mà chạy không im mà trả lại. Cái sao mà ngộ nó gắn này mềm mộng vậy? Ông mềm mà vậy. Bây giờ mấy ông anh đang thử máy để mình lựa cái máy nào nổ im thì mình lấy. Anh chủ vô đi anh chủ ơi. Mới nổ nó nóng nãy giờ lên khói vậy. Thank you.
Bên đây có đồ ấm, bên đó là chát đó. Vậy hả? Tại bên đây nghe ấm hơn, bên đó nghe chát hơn đó, không biết đó. Đúng rồi đó. Con. Dạ. Vậy nè ông Tấu ơi, lấy cái này mà tiền xe con chở dưới mà rồi anh em mà lo gì? Ừ. Ngọc Trúc hả? Dạ, Ngọc Trúc. Biết ở đâu là Ngọc Trúc phải không? Ngọc Trúc, nữa em, cho anh số điện thoại, cho địa chỉ. Lính lệnh dạ, cho biết chỗ. Dạ. Ở dưới gần lắm. Vậy là mình lấy cái này hả? Lấy cái này mà rửa cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp đẽ mới được. Rồi. Vì cái này là 16.500.000 có bớt không anh? Bao cái nhà thì hẹp. Thì 16.500.000 chỉ có cái đầu này thôi. Dạ. Về mình tự làm dàn lát với chứ. Lấy bơm lại từ tiền không? Bơm hả? Ừ. Rồi, lấy chị 2 xị cho. Chị 2 xị cho. Cái bơm nó đó... bỏ về bơm đổi không làm gì để em trừ cho. 2 xị lên nha. Để về bỏ vậy nè, để về lên cho ở đây em bán được vài trăm. Ờ vậy vậy em để lại cho anh á. Dạ. Chị rửa cho lính rửa sạch sẽ cho chợ. Rửa cho sạch sẽ cho đẹp đẽ mới được chứ. Rửa rồi đẹp đẹp cho liền. Rồi bây giờ là mấy chị em dân lấy cái máy là dân ma 72, trị giá là 16.500.000. Rồi bây giờ mấy anh ở đây chở về nhà cho dân, rồi dân sẽ đem đến thợ làm máy để mình làm thêm cái dàn lát. Với trứng vịt, thêm cái bình. Ủa anh chủ rồi. Rồi máy nó gửi về tới, về dân em lên thợ cho từ gọ ra gắn dàn láp vô với hộp số. Dạ vàng nặng lắm. Nói cho anh ba theo rồi hà, nói lên đây cẩu. Em lên nhà hả? Cố lên, cố lên. Khó đi nữa chứ. Ê, cái chuyện chảy dầu chảy xăng thì ra kìa. Có trứng vịt gì luôn không? Ba cánh một số lại không có. Đặt hộp tối chế. Dạ. Với cái dàn lá ba ba thước bảy à? Dạ. Ruột cái ruột ba bảy. Ba bảy. Với là. Có vịt không? Trứng vịt ở đây thì làm cho vịt nhôm. Bao vịt nhôm luôn về mình chạy trứng vịt đó đó. Coi nó có nặng nhẹ hay không? Thì lại nói với thằng trứng vịt đó mình mua. Chứ bây giờ đưa không mình mới chuyên nghiệp lỡ như vậy nó chạy nuốt cái bỏ nhiệt vô cái thùng thì con gắp lên con gắp cho luôn nhiệt nhôm đó cái dàn lát với hộp số luôn đó là 9 triệu đó chữa chế dàn cầu ớt quê quê hết là bọc 49 hả nghe hai là bọc chỗ đã nói chuyện rồi nó rung với
làm cái láp không mà không làm hộp số thì nhiêu tiền? Láp thì hộp số 3 triệu ngoài. Xài ngay 3 triệu ngoài. Dạ. Vậy cái hộp số nó mắc dữ vậy đó hả? Số 2 triệu mấy, số đặt. Với là cái dàn láp hộp số nó khác với cái dàn láp xưa thường lắm. Cái dàn láp mà không hộp số nó đơn giản vậy. Không hộp số. Cái dàn cầu này theo dàn cúc ngay. Còn cái hộp số là cái dàn cầu dưới này là dày lắm, dày, bự nữa. Mà cái ống bọc láp này nó bự, cốt bự luôn. Nói chung mà nó bự, nó kịch cạm đủ thứ. Tại vì hộp số là nó lớn, chạy dịch lớn, chịu không nổi. Còn như này muốn chạy ngay thì 3 triệu ngoài. Nhưng mà đều không có ve. Không có ve được. Có hộp số mình mới ve được. À, hộp số gì nè. Nó kịch cạm gì nè. Còn muốn làm ngay làm gọn lắp thì chị đi. Làm ngay gọn. Làm cút ngay thì gọn thua. Có hộp số thì mình ve tới ve lui cho nó dễ. Xe không ve thì làm ngay nè, gọn khô à. Cái này đi ống vậy. Rồi cái máy mình để đây à, thợ làm 4 ngày mình mới lên lấy. Tại hẹn thợ hẹn là 4 ngày. Giờ mình đi về 4 ngày sau mình lên. Cái máy thì mấy anh thợ làm xong rồi. Bây giờ mấy anh chị em có dân đi mua bình ắc quy để cho mấy anh thợ gắn vô. Để mình thử cái máy chạy ra làm sao. Đi cả nhà ơi. Rồi mình tới chỗ bán bình nè, giờ mình vô mình coi để mình mua bình. Có cái 80 anh Bè không? 70 lần chiều tư 50. 70 cái này. Mình đề máy nổ không ta? Đó, 70 là cái bài này hả? Dạ. 70 đề máy nổi không anh? Cái 100 lần bè nó bự lớn à, nó bự hơn chút. Bự hơn chút chị. Em nghĩ là một cái 100 lần bè thì cho nó dễ nha. Rồi lấy cho chị cái 100 lần bè. Rồi không xài nữa thì cho đi. Thì lấy cái 100 lần bè đi. Lấy cái này cho chị nè nè. Một triệu tám năm chục hả? Dạ. Châm nước gì? À xịt nhưng mà chạy được. Mới đầy được. Tưởng là nước suối. Không có ai xịt là đâu có đầy được. Wow, nặng dữ ha. Này có bảo hành gì không? Bảo hành 6 tháng chị. Bảo hành 6 tháng. Không nước mình biết mình bể kìa. Này cho axit vô cái mình sạc. Vậy cái này mình châm vô là mình có mình xài được luôn chưa hay là mình phải sạc? Nếu mà đầy là chỉ đầy được cái đó, cái bình này, nếu mà cái máy gì mà nó có sạc thì đến giờ là đầy được luôn. Cái máy mới mua luôn á. Thì để vô cho nó chạy ra ngoài sạc cái gì, máy nó tự sạc vô. Còn nếu mà máy mình hơi cục sạc thì nó sạc. Cho lên xe luôn được không? Bảo hành 6 tháng nha. Dạ. Có giấy bảo hành trong đó nha chị. Rồi. Bình 100 ml. Giờ mình lên mình lấy máy và khiêng xuống nó vỏ cho mình thử máy. Lên tiếp nữa mới được. Anh Tám đâu có khiêng nặng được. Ê, dịnh chút xuống dữ, dịnh chút. Dịnh vỏ rồi. Cái máy này nặng á.
Lẹ nghe, nặng nghe. Ê, đẩy ra nó bị dướng gốc cây. Đẩy ra, đẩy ra. Mình khiêng máy xuống xong rồi mình gáp bên dây bình vô. Gáp xong rồi cái mình đề phải không? Đề là chạy. Rồi bây giờ anh Thợ thay nước nhấc nhấc máy luôn. Giờ mình cho vô cái này xong hả? Chạy xuống rồi cho nó chạy. Ủa mình đổ nhớt cái đường nào? Chị ba thì chị hỏi nhiều cá hết đi đường luôn. Tao thấy cái máy ở dưới đó thì chảy ra ở trên này. Ồ chắc có cái nắp đó quá. Kìa nó chảy nước kìa dữ kìa anh ta. Cái bồn nhất nó hơn thân vậy. Lát á. Thôi em hiểu rồi chỗ nắp đó. Kéo vô, kéo vô. Nó thay vô con keo. Nó thay vô con keo nhỏ. Cái tay nhớ đây phải không? Cầm đây cũng được, đốt mà cái tay phải không? Cũng bằng cái tay. Ủa tới hai chỗ châm nhớ. Lấy cái này giờ làm kỷ niệm không? Cái gì quá đơn hay vậy? Quá đơn. Đây đây đưa đây. Không phải quá cái gì cái số nhà gì đó. Số nhà gì? Trời cái này của em ghi cho cái anh giao máy mà. Đó là làm kỷ niệm. Trời. Số điện thoại, địa chỉ nè, với tên nè. Một chai. Vé đó hả? Sửa máy đó hả? Ôi trời ơi. Đi lộn hoài vậy anh Tám. Mới móc để chữ Kha bự đây nè Kha. Để cái bảng chữ Kha bự chà bá đây. Bay luôn hả? Làm cái bảng bự thiệt bự á cho thấy đường. Vé tên cho nó bự bự lên. Nhỏ nhỏ ở đây tao không thấy đường đâu, tao phải thấy chân rồi. Ta phải đẩy cái mũi lên nha chứ. Chứ không biết rõ một vòng ở đây đó. Nó vòng ở đây. Dịnh vô chút cho dữ vậy. Ờ chạy chân vịt có hai cánh hả? Chạy ba cánh không? Chạy đi dữ không? Giọt không? Chứ còn hai cánh nó ít chín lọc như được bình. Chạy cái cánh nó dày, còn ba cánh cái cánh nó mạnh lắm. Cái máy đang làm chẳng hạn chẳng hạn. Nhất tới đâu rồi? Con sâu chàng có không thấy đường, con nhớt luôn. Đây là tiền. Cầm từ giá 4 lít hoặc 5 lít đó. Về gì nhớ tặng lít xăng ha. Lít xăng làm gì? Rửa tay nè, dính nè. Máy mình đó. Tao kêu chủ máy tặng máy mình vậy. Ủa cái máy mình cho cái. Rồi, thử máy đi. Wow, chạy liền kìa. Ra đâu tóc?
lành rồi đó. Gắn chứng dịch vô chạy liền. Đó. Mình đầy rồi mình đẩy chìa khóa gì khỏi bẻ lại được không? Để gì bẻ xe còn tắt máy rồi bẻ lại. Tắt máy rồi để gì? Để gì là vừa chạy về xa cũng không? Rồi. Okay. Về bỏ ở đây chìa thôi. Rồi rồi biết rồi, bỏ anh chìa thôi. Gắn chứng dịch. Rồi gắn chứng dịch chưa? Đây đây. Mình chạy thử hay là ai chạy thử? Em chạy về. Cái bệnh mua nhiêu tiền cô? Cái bệnh 1.850.000. Mình chân vô chục mà. Năm bánh chấn. Năm bánh đây à. Năm nhiêu dài dòng đi con máy vô. Cái cứng gì vậy? Bạn mới nó phải cứng rồi. Gít mà. Ba máy là nó phải có hơi tôi gấp đều hết ba máy. Cho nó qua cái ống nước một cái kìa. Xin lỗi anh Tám, em cố gắng hết sức. Tiếp sức kìa chút ơi. Cố lên, cố lên. Được chưa? Rồi lăn hay lăn cho đúng dịch. Nữa. Sức trai trẻ lăn đi. Ủa quấn vô hả? Wow hay gì vậy? Chưa còn dính chứng dịch nữa, còn dính chút. Giờ nắm vô phải không? Để dở lên nắm cho. Trời. Y. Rồi lăn xíu coi. Lăn xíu nữa. Chắc cỡ 3 phân, 4 phân nữa mới vô á. Rồi vậy là xong rồi, giờ anh Tám chạy thử một vòng. Anh Tám chạy lên trên đi rồi chạy xuống. Im kìa. Mấy mới rồi khác hả? Nhẹ không? Chạy chậm hơn. Nhưng mà không có bánh lái vẫn được phải không? Như vậy không có bánh lái vẫn được. Rồi tổng cộng mình nhiêu tiền tính tiền cho chị luôn. À. Cái máy xe chạy để cái gì nước. Nước là phải lên. Ừ. Máy xe mà còn mình không lên nước thì tổng máy. Ừ. Nó làm nó to lên dễ nhìn lắm. Nhìn ra sao thấy liền à. Tại cái vỏ, cái mà đít vỏ nó cao. Chạy đi đâu? Chạy về luôn á, được chạy về luôn hả? Quá dữ rồi kìa. Được không? Được không Tám, được không? Được chưa? Được về luôn đi, được về luôn. Rồi, bye bye.
ra nước rồi chị thích vậy đó. Nếu mà đập nó vừa chạy là mình đi xuống nặng là chạy không đi. Rồi, rồi lên tính tiền nha. Cái máy này thì mấy anh thợ cũng đã làm xong rồi. Hồi nãy anh Tám cũng có chạy thử rồi. Chạy im không anh Tám? Im lắm, mới. Chạy xét xét vào nước luôn đó. Chốt chưa ba ngồi thấy làm sao? Trời, im lắm. Quá trời chạy luôn, cả gió giọt. Dạ, em chưa đi ha. Ừ. À, thì cái máy này thì dân mua ở An Giang là 16 triệu 500. Còn thợ làm dàn láp dưới đề rồi là 5 triệu 470 ngàn. À, cái bình 100 ampe là 1.850.000, thì tổng cộng cái máy này là 23.820.000. Người dân cũng cảm ơn người bạn giấu tên và anh May ở Úc đã tặng cho dân cái máy này. Người dân cũng cảm ơn và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc ạ. Và video của dân cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào. Dạ. Và hẹn gặp lại. Chiều chở em đi chơi nghe chút. Rồi.